chỉ cần một cái hành động nhỏ của sếp nhưng mà mang lại một cái giá trị lớn đối với lại Hoa Xuân. Mình chỉ có đặt mua một cái gói sườn chay như thế này với lại một hũ đường thốt lốt. Hũ này nửa ký mà sếp tặng thêm cho mình một cái hũ chao nhìn rất là bắt mắt. Chắc chắn là mình sẽ dùng cái hũ chao mà sếp tặng. Hồi lúc nhỏ mà ba mẹ của Hoa Xuân đi với bà Châu Đốc á, ở nhà mình chờ ba mẹ về để ăn cái loại đường này nè mọi người. Đường thốt lốt rất là thơm mà có một cái vị ngọt thanh. Buồn cười dữ lắm. Mỗi lần mà có đường thốt lốt này rồi á, buồn buồn cái chạy vô dít một cục, chạy quanh quanh xóm chơi với mấy bạn kia khoe là mình được ăn đường thốt lốt. Vậy đó mà mê tới bây giờ luôn. Bởi vậy Hoa Xuân muốn có một cái hũ đường ở trong gia đình của mình, chất lượng để mình thỏa thích chế biến các món ăn cũng như nước uống rất là ngon.